quý vị coi bao nhiêu công ty, bảo nó công ty này, công ty nọ này, nọ này là của Việt Cộng. Thì tôi nói bà lấy tiền của Việt Cộng bao giờ đâu ra. Tôi xác nhận đó bà Mai Hoa, Hoa Mai, bà kiện đi. Vậy thì bây giờ đi thẳng vào cái việc rằng là ông đang trong 3-4 ngày đang chống, bỗng dưng ngày hôm qua được tin đột ngột rằng ông quay 180 độ là không chống nữa mà còn ủng hộ và kêu gọi người khác ủng hộ. Đúng. Nữa. Kêu gọi kể cả những kêu gọi những người ông kêu gọi chống, bây giờ ông kêu gọi ủng hộ nữa. Đúng. Ngay cả tôi đích thân ra sẽ cắm hoa giùm ủng hộ tôi volunteer trong mấy ngày này nữa. Tại sao thưa ông? Ủa? Tại vì bây giờ họ không giống như tôi nghĩ. Ông Linh Nguyễn ngày nào một người bạn tôi đằng em út tôi quen chữ em út không phải bỏ chữ em út có vẻ xin hỏi cho đó. Rõ luôn đi, tức là họ không giống như ông nghĩ. À đúng rồi, ông phát hiện ra ông biết cái điều đó ra trong cái bối cảnh như thế nào, ông đi điều tra thì hồi nãy tôi là, đã nói rồi, hay là có người tới gọi là hẹn gặp với ông trong một cái quán cà phê tối tăm nào đó để mà kể chuyện với ông, hay là riêng tư nào okay. đó để kể chuyện không, tôi bỏ chữ tối tăm, tôi cái chỗ riêng tư nào đó. Đáng lẽ tôi không kể chi tiết thì chẳng có gì mà giấu ha. Thì thứ nhất hồi nãy tôi nói là nhờ ông tiến sĩ nghị viên Joe Đỗ Vinh đã liên lạc với ông tổng trưởng trị Scott Steele, đã gửi thư, tại vì dài dòng quá chúng ta sẽ quý vị vào Facebook Chị Ngô thì này đó, thì đã gửi lá thư và tiết lộ là có người mà trưởng ban tổ chức, có người xin giấy phép official chính thức để có quyền hoàn tổ chức là ông Linh Nguyễn và cái hội đá banh, ok, là gọi là Việt Nam Mi Soccer Association, và ông Linh Nguyễn ở ngay cung đường đó cho tổ chức đó, do đó ông quen biết rất là nhiều cái hội trăng ngay cái vùng ông ở cung đường đường Men á, là đường cổ phố ở Garden Road đó, thì ông quen biết nhiều, và theo lời ông tổng trị, ông ta hành tích của ông ta và việc đám gốc ông ta rất là tốt cho City cũng như cái hội đá banh, do đó họ ưu ái và họ muốn công tác giúp đỡ cho ông chứ. Thành phố đã tuyên bố thành phố không có bảo trợ, không có đồng bảo trợ, họ không có cho đồng xu nào cho cả hội phố Bồ Sà, cả hội này, hội Tết này. Nhưng các bà Mai Hoa và ông Johnny Nguyễn này nào qua tờ báo Người Việt đã tuyên bố là thành phố đứng sau lưng, thành phố cộng tác hỗ trợ đều là xa, do đó báo Người Việt và đã nói rằng phải đính chính cái chuyện này. Không, tôi nghĩ rằng thành phố gần rồi sẽ họ sẽ làm việc với tờ báo Người Việt và đã nói rằng tại vì tung tin thất thiệt. Thì trở lại, thì bây giờ tôi tìm hiểu là cái người mà đứng giấy phép xin đó là ông Linh Nguyễn và hội đá banh Soccer Association đứng. Thì do đó, qua thì tìm hiểu, thì sau khi mà tôi lên tiếng, thì ông Linh Nguyễn, ông liên lạc với tôi, và ông nói, anh Kỷ, tôi muốn có một hẹn với anh để tôi trình bày. À, anh có thể chiếu cái hình tôi. Đó, nãy giờ tôi vẫn chiếu. Vâng, tôi và... thì không có gì giấu giếm hết, tại vì đây anh biết không, ủa à, cũng biết là cách đây khoảng mấy mười mấy ngày ở Quốc hội, ở Hạ Nghị viện, ông lãnh tụ của Đảng Cộng hòa dân biểu, ông Kevin McCarthy phải có 15 lần bầu phiếu, rồi lần thứ 15 người ta mới bỏ phiếu cho ông làm chủ tịch Hạ Nghị viện. 14 lần đó họ chống, cái đề ngày 15 tại sao bỏ phiếu, tại vì qua 14 lần đó, lần đầu họ không hiểu, họ có những cái trở ngại hay những cái bất đồng này nọ, nhưng qua ngày 15 họ đã điêu với nhau, họ dàn xếp với nhau, họ hiểu biết nhau nhiều, do đó họ mới bỏ phiếu, họ thay đổi cái quan điểm. Thì tôi cũng vậy, 4 ngày trước tôi không có quan điểm, tôi không biết về ông này, hay chúng tôi không có những cái điêu, những cái có những cái điêu, những cái điêu chứ, tự nhiên chứ, khi mà tôi làm chính trị là phải làm điêu, điêu mình gọi là gì, những cái thỏa thuận thỏa hợp hay này nọ. Tại vì chiến tranh cũng vậy, trên thế giới người ta chiến tranh, nhưng họ có ngưng bán, họ có hòa đàm. Vậy thì cụ thể cái thỏa thuận, cái điều của ông với lại ông Linh là gì? Là ông làm những điều mà tôi đòi hỏi, và tôi nghĩ rằng nguyện vọng tôi là đòi hỏi của những người quốc gia chấm cộng. Và ông đó cụ thể là những điều gì thưa ông? Thứ nhất là ông đã viết một lá thư, và ông ta gửi cho tôi, kính gửi Ngô Kỷ, và kính gửi cho quý đồng hương và quý cơ quan truyền thông, báo chí. Thì vâng, thì đây, nhân dịp đây để tôi đọc lá thư này. Và mà đây là một trong những đòi hỏi của tôi. Ok. Rồi, và ông sẽ trình bày tiếp những đòi hỏi khác ạ. Vâng, tại vì quý vị biết nói một đề tài như thế này phải cần thời giờ. Không sao. Do đó nó rất là khó, do đó chúng tôi cố gắng. Chúng ta cũng sẽ có đủ thời giờ. Vâng, thì đây là
hai lá thư cùng nội dung nhưng ông gửi cho khác cái người nhận, cái cụm từ khác nhau. Là thứ nhất là Cali Phục A ngày 12 tháng 1 2023, 12 là bữa nay đó ha. Thì trong đó ông gửi cho kính gửi quý đồng hương và quý cơ quan truyền thông báo chí, và một thư thì kính gửi riêng ông Ngô Kỷ, và tôi sẽ đạp cái nội dung ha. Này như thế này. Kính gửi ông Ngô Kỷ, tôi là Linh Nguyễn, đại diện hội Vietnamese Soccer Association of Southern California, viết tắt là VSASOCAL, và cũng là trưởng ban tổ chức lễ hội phố Bosa Tết 2023 diễn ra vào ngày 21 và ngày 22 tháng 1 năm 2023 trên đường Main Street, thành phố Garnero, California. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức lễ hội, chúng tôi đã sơ ý trong vài chi tiết quan trọng và không xem xét kỹ lưỡng, dẫn đến sự không hài lòng của cộng đồng. Nay, tôi xin được chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị và cũng xin thông báo như sau. Ông Johnny D. Nguyễn không còn là thành viên ban tổ chức. Thứ hai, nếu trong quá khứ có ai tuyên bố điều gì khiến xúc phạm đến danh dự cộng đồng và quý đồng hương, thì tôi xin minh xác đó là ý kiến cá nhân, không phản ảnh quan điểm của tôi và ban tổ chức lễ hội Phố Hòa. Với thư này, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng lòng và ủng hộ của quý vị trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông báo chí nhằm hỗ trợ chúng tôi thực hiện thành công tốt đẹp lễ hội Phố Hoa Tết để truyền tải ý nghĩa văn hóa tốt đẹp của người Việt đến với các cộng đồng bạn cũng như giới trẻ Việt Nam sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ. Trân trọng, Linh Nguyễn. Thì tôi nghĩ rằng sơ nội dung cái lá thư đó đã nói lên sáng tỏ cái việc làm của ông. Ông câu và cái quan trọng đó, tôi nghĩ rằng ông là người lịch sự và ông cũng không muốn tấn công cá nhân. Mà tôi nghĩ rằng khi mà ông nói cái câu này, nếu trong quá khứ có ai tuyên bố điều gì khiến xúc phạm đến danh dự cộng đồng và quý đồng hương, thì tôi xin minh xác đó là ý kiến cá nhân, không phản ảnh quan điểm của tôi và ban tổ chức lễ hội Phố Hoa. Tôi nghĩ rằng ông ta muốn nói là lời tuyên bố của bà gì đó, bà Mai Hoa, khi mà bà nói rằng cảm ơn những người chống tôi, tại vì chúng tôi nhờ dạy mà tôi nổi tiếng này nọ. Tôi nghĩ rằng lời đó xúc phạm đến cá nhân Ngô Kỷ và những người chống đối hay những tổ chức chống đối cái bà hay chống đối lễ hội vừa qua. Và ông, thay vì ông nói rằng đây đó là ý kiến của bà Hoa, nhưng ông, tôi nghĩ rằng ông văn minh, ông lịch sự và cũng không thể mà nạn lời với một người, một phụ nữ đang có quen biết làm việc với ông. Do đó ông nói, thì tôi nghĩ rằng lá thư này đã minh xác rằng ông ta nói là ông ta là trưởng ban tổ chức mà. Điều đó đã phủ nhận cái chuyện mà báo Người Việt và phố Lịch Sài Gòn lâu nay tuyên bố là bà này trưởng ban tổ chức thôi. Tại sao cái hai người kia khi mà ông tưởng rằng là trưởng ban tổ chức thì ông chống, còn người này khi ông biết là trưởng ban tổ chức thì ông lại không chống được? Tại quá trình tôi không có gì chứng minh ông là cộng sản ấy. Anh chứng minh đi. Ông là cộng sản, tôi chống liền, tôi tuyên bố chống liền, tôi treo cổ ngay bây giờ. Bây giờ tôi không có lấy gì tôi chống. Cũng như vậy anh. Bây giờ cung cấp Vũ Văn Lăng là cộng sản, tôi treo cổ ngay bây giờ. Tôi đã đảo bây giờ, bên chứ tôi không có. Thì tôi nhìn anh là nhà truyền thông, anh chờ đó, anh chờ mà tôi tìm hiểu mà anh là cộng sản thì anh tránh cái mặt tôi đi. Ok, tôi nói rồi đó. Thì vấn đề đặt ra thì ông Linh bây giờ không có gì mình treo cổ ai hay mình chống hay này nọ. Ông tòa cũng vậy, ông tuyên bố có tội guilty thì phải có bằng chứng, phải có này nọ. Bây giờ tôi không có chừng bằng chứng và tôi không nói xác minh là ông này người quốc gia 100%, không phải cộng sản, tôi không phải là phòng nhi hay công an này nọ, hay là tôi không phải Thiên Chúa biết mọi sự. Tuy nhiên đến giờ này tôi không có gì. Tại vì Mỹ nó có cái cao á là benefit of the doubt, nghĩa cho người ta cơ hội trước khi chúng ta xác nhận người ta có tội, trừ khi là chúng ta chứng minh người ta có tội. Bây giờ tôi không có gì chứng minh ông là có tội hay liên hệ cộng sản, tôi không chống. Anh ngôn á, anh nói anh ép tôi chống ông này á thì cũng được đi, nhưng anh cho tôi bằng chứng ông Linh Nguyễn. Tôi thấy tôi gặp ông, tôi qua tá ra Linh Nguyễn, em của tôi quen biết nhau, chúng tôi quen nhau hơn 25 năm rồi. Anh ta đã từng làm những truyền thông đây, làm trước anh nữa 25 năm, hầu nó chưa chắc qua Mỹ. Đã từng đóng góp trong cuộc biểu tình chống Trần Trường này, làm Lario này rất là nổi tiếng. Và bây giờ không có gì qua cái sự hiểu biết tôi, anh chứng minh tôi, anh ta là cộng sản đi, có thử tôi có tha anh không? Chỉ có vấn đề đặt ra, anh hỏi câu rất là có lý. Tại khi mà tôi chống
anh cho tôi cho chống một số người á, báo người Việt ha, phúc trúc hồ ha, tôi đi lâm mà phát bùi hả này nọ, một số người anh cho tôi có, tôi chụp mũ ra, không có bằng chứng, nếu không học kiện đâu rồi. Do đó vấn đề là tôi chống ra là đều có lý do, tôi có bằng chứng cả. Trở lại, quý vị thấy ảnh viết một lá thư như thế này thì nghĩa là sao? Ảnh phủ nhận tất cả sự gian dối nó tào lao thiên địa của bà Mai Hoa tuyên bố được những bao tổ chức. Và hồi nãy anh có chiếu hình nội vậy, tôi đã gặp trực tiếp mà à. Và anh tuyên bố tôi hỏi bà này tuyên bố là có mấy chục người nghệ nhân Việt Nam đưa qua cả một phái đoàn. Tôi hỏi anh nói anh kỹ, anh trả lời tôi hồi sáng tối đa 2 người. Mà trong 2 người với mấy chục người đã khác nhau. Nếu mà bà kia nói mấy chục người, tôi nghĩ là cái tổ chức này đang bung người, đưa người ra để lấy lý do, cũng như mấy cái chùa này nào đưa mấy thầy chùa trặc lát cái đào qua để mà lấy tiền để mà đi tiên tri cho cộng sản này nào. Có một số chùa như vậy, không phải tất cả, nhưng có nhiều ta lợi dụng cũng như cưới họ giả này nào. Không thể một cái phố hoa như vậy này, cộng đồng như vậy, đây mấy chục cái người nghệ nhân, và điều đó nó sai. Và anh này anh nói 2 người, tối đa 2 người, tôi nghĩ thì ok, một tổ chức đã đưa và người qua không có gì, cho tôi đấu chống. Cái điều đó nó có vấn đề là quá tiểu tiết và quá xét nét hay không? 2 người thì không chống, nhiều người thì chống. Thí dụ như nhiều người mà họ đưa qua một cái đoàn gọi là đoàn múa dân gian thì nó 10 người, 20 người là bình thường. Ông lấy cái quyền gì để mà nói rằng là 2 người thì ông cho phép mà 10 người, 20 người thì ông không cho phép? Quyền của Ngô Kỷ, tôi lên án họ, tôi cho họ là cộng sản là quyền của tôi. Nhiều người cho rằng anh cộng sản quốc gia là Việt dân là quyền của họ, tôi đâu cần, mà tôi không cho. Thì tại sao tôi, họ nói tôi cho ông Lăng cộng sản Việt dân. Bây giờ họ cho một cái đoàn gọi là đoàn đánh đàn gọi là nhạc cụ dân tộc 20 người vào, họ đánh một cái dàn giao hưởng thì lại chống. Nó khác, ok. Tại vì mỗi người có lý quá không? Ủa, tại sao anh cho tôi vô lý? Anh biết cái gì mà vô lý? Anh lấy cái gì mà cho tôi vô lý? Tôi nói ngay cái Ủa, thì đó là quyền của anh nhận xét, anh cho vô lý mà tôi cho có lý thì đó. Sao? Ủa, bộ đây người ta phán xét này nọ đều có lý hết à? Mỗi người có một lý riêng, một người có một cái feeling mà cảm nhận riêng. Anh làm sao anh dám cho tôi nhận xét sai? Chỉ có tòa đó mới ra tòa rõ ông kỹ sai. Ok, anh hiểu không? Do đó vấn đề đặt ra, mà mình đôi lúc mình dùng comment sense, tiếng Mỹ gọi comment sense, một sự hiểu một cách bình thường. Một cái tổ chức cộng đồng, bao nhiêu nghệ nhân ở hải ngoại này không sử dụng, đem một cái đám 50 người trong nước ra, tôi đặt vấn đề chứ. Cũng giống như tôi đặt vấn đề, tại sao ở hải ngoại làm hai con rồng là có màu đỏ màu vàng? Tôi có quyền gì? Có nhiên người ta đuôi mù họ không thấy, nhưng Ngô Kỷ thấy. Đó là người đấu tranh, đó là sự kinh nghiệm của mỗi người, một cái nhận xét của mỗi người.